Chị xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình bữa 5 cái rọ nha cả nhà. 5 cái rọ hôm rồi vợ nó giá cũng chưa xong, nó rọ rách hết rồi cả nhà. Giá mới được 5 cái nên vĩnh thử rồi có như thế nào nha cả nhà. Đó, được 5 cái rọ đó. Đó giờ mình bữa 6 giờ sáng rồi nha. Mình bữa khoảng từ 1 12 giờ mình kéo nha. Giờ là chuẩn bị bữa nha cả nhà. Đó, 5 cái đó rồi, vợ mới giá được 5 cái thôi. Rồi chuẩn bị mình bủa đi qua đó nha. Giờ mình bủa nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Cái rọ cả nhà. Cái rọ nha cả nhà. Cả nhà cùng đến với vợ chồng của em nữa cả nhà ơi. Rõ nha cả nhà. Chứ rõ nha cả nhà ơi nè. Chuẩn bị lên. Cây đó cao không bỏ lên trên hả? Để không đó luôn hả? Chết luôn, chết bị vô cua ăn luôn. Ăn nát cái đầu con cá chẻ luôn bây giờ. Mình đổ cho luôn cả nhà. Nước rồi. Chém sao con tát vô nó dính trong à. Trình lên chưa? Chắc lỗ không lên. Ăn xong nó đi nó mất tiêu à. Rồi cua ăn luôn. Để xuống cua ăn cả nhà.
kéo hơn nè. Cái con tôm đỏ ra cho cả nhà xem. Vô tùm lum này. Như chuối gì lum. Mà con tôm này hết hồng luôn cả nhà. Dám có gần 2 lạng luôn á. Thời con tôm rồi. Cả nhà ơi, chừng nhảy xuống sông cả nhà ơi. Cứ nhảy xuống ao rồi. Thấy mê. Nhà thấy mê. Ừ, thấy chưa nó ra cái chừng. Rồi con tôm. Chưa được thấy con tôm luôn cả nhà. Siêu to. Siêu to, cũng đâu, rồi cũng đỏ. Đã hả? Nhà thấy mê. Con tôm. Cách xin ái luôn. À, mình về mình căng thử cho cả nhà xem với con đó mấy lạng. 2 lạng nữa không? Không biết, 2 lạng yếu rồi chứ không đến, không giác đâu. Bắt hết cả nhà, bắt con nào nhỏ mình thả bên hơi nhỏ nha. Một cái rồi, tiếp tục cái nữa cả nhà ơi. Còn mong cho có nhiều nhiều hộ con tôm đỏ nữa cả nhà. Con đại tướng quân to nhất thử rồi bao nhiêu được 2 lạng không? Dạ thằng ơn. Để nó bóng tét chân luôn kìa. Ừ, rồi rồi anh chân chiên chúng rồi. Bóng ghê luôn cái nhà. Đất bớt lên để dày quá nó yếu ăn nó không lớn nổi. Chợ nó sắp dầm vô thôi chứ còn không sắp dầm đỡ. Không biết.
nó bắt nha cả nhà. Được không? Ừ. Ủa vậy. Chích đau quá rồi cả nhà ơi. Máu không mè không? Mình tiếp tay cho anh Chiên Chi. Để ta nói đồng vợ đồng chồng tát miếng đông cũng chẹn là vậy nè nha cả nhà. Quan nạn có nhau. Bún về luôn cho. Có gai trong đây không sao kỹ ta? Nhất quá ta. Chúng này chắc gãy gai này nó bún chỗ này. Ngay cái răng luôn. Nó nặng máu đây chứ. Ôi giời. Nhảy trúng cái ngón này luôn rồi nha. Hả? À, cái gì? Hai. Mấy con một cái hả? Cái đậy rộng rồi cả nhà. Cái rử. Cái rử. Rồi con chưa, con chưa. Quá khủng khiếp. Ừ. Thôi bỏ cái vợt tôm rồi. Nhìn đây, bỏ vô. Ăn từ từ ha, cả nhà ơi. Cùng xem từ từ nha. Hãy phụ anh Chiên Chi một tay. Chi đã bị thương rồi. Thương phải binh. Bỏ vô. Vừa cầm vừa quay nó cũng hơi bị đảo ở nhà, thông cảm nha. Camen mới ra lò. Con hồi đó là quay cho anh Chiên Chi mà giờ con phải học hành đồ. Việc học hành cho con. Bây giờ mì nương như thế. Con phải lo học hành bài vở rồi tùm lum hết cả nhà ơi. Con nữa kìa ca. Đó đó. Con nữa. Rồi. Làm cái này. Rồi tiếp tục cái nữa cả nhà ơi. Hai cái hả ca? Hai cái rồi. Năm cái nha nha. Năm cái rồi cả nhà ơi. Đi hết cua cũng còn tôm được đỉnh. Bữa mấy chục cái cua ra cũng nhiều ghê luôn cả nhà. Nước rong ra hết trơn. Rồi. Ra người ta quấn rõ. Đánh rõ người ta vô rõ người ta quậy. Ta chặn ngay miệng cống mình á. Ảnh ra mấy chục ký cua luôn. Ghê thiệt. Mày đổ vô được. Đổ vô banh ra. Anh ra đổ không ta? Trong đây mấy con này. Cái thứ tư cái nhà ơi. Nhà ơi. Vô xem thấy thương anh Chiên Chi cho một like và nút chia sẻ cái nhà ơi.
Đó. Vũ xuống rồi banh ra đổ vô luôn hả ca? Vắt luôn. Vắt hả? Đổ vô cho nó gọn. Trời ơi, bữa hai thằng đánh rọ nó nói ra mấy chục ký luôn mà, ta đánh mấy chục ký luôn mà. Ba bốn ngày hai thằng vô bánh. Con thì quá luôn. Sót mấy con nó rảnh. Tiếp tục cái thứ năm cái nha ơi. Năm cái cuối cùng. Trời ơi, rồi xong hết rồi ca ơi. Chút hết trơn luôn rồi. Cái này đột hơn hết trơn, thiệt là đột. Vậy ca phải quấn cho nấy kìa. Công tình vô cái đầu cống nó đổ ra hết luôn rồi cả nhà. Này phạt anh chuyên chi quá. Đây hành quả rồi cả nhà. Đây mình đem ra con nào nhỏ mình thả bớt nha đây. Thả bên nào qua nhỏ bên đó. Tin nha cả nhà. Xong rồi. Hai chồng kéo xong rồi đó. Dướng ca ơi. Lên chưa thả nha cả nhà. Con nào nhỏ mình thả, con nào bự mình bắt lại. Đây đi đi trước đi ca. Cái nào nhỏ mình thả lại nha cả nhà. Đó mình nuôi lại. Cái bao đây. Con nào bự mình đem về mình bán. Nè ca. Vì nhà mình kết quả cái con mà đại ca đại tướng quân cho cả nhà xem nha. Ừ, ghê luôn. Nhỏ quá mình thả lại. Hả? Nhỏ quá thả lại. Cứ để nha. Bán nó không có giá.
đó luôn cả, đặt lại giữa luôn. Đổ tôm vô đây. Đem lên bờ đổ, đổ đây. Đổ đâu, chịu chẳng ai, đi. Đổ tới xong rồi. Còn con dưới này kìa. Cắt vô nha. Một quả rác bớt rồi. Công ty rộng nơi rồi đi hút rác bớt cho nhờ. Rác quá. Rồng quá trời rớt. Ào rồng quá. Thôi lần nuôi là hết mệt luôn rồi nha. Để ta nói có làm mới có ăn nha. Ngồi đó ai mà cho mình ăn. Đúng không cả nhà? Này còn được như đây cả nhà. Đây mình thả mớ. Wow. Để con lên làm hình nền được. Mấy con bự rồi đó, đầu con. Nè, làm coi. Rồi, ok. À, đã học 5 tôm. Má này, cái nhà đâu cần thứ 5 tôm đó coi. Nửa ký á. Không, con. Dỡ lên coi. Gần 6 lạng cả nhà. Đâu đâu coi. Nè. Dỡ xuống mới lên được. Chỉnh ngay, ờ ngay rồi nha cả nhà. Nè cả nhà, 5 con nha. Gần 6 lạng. 6 lạng. Cái con bự đó thử được như một căn hết con bự được lần nữa không? Bự nhất á. Con lần 4 nè. Lần 3. Vừa tôm như cái mảnh. Rồi, hành quả được như đây nha cả nhà. Rồi, hai chồng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye, chúc cả nhà nha. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc video đây luôn nha cả nhà.